lấy mục tiêu kiến tạo nền tảng dịch vụ chất lượng, độc nhất, tin cậy cho khách hàng, cũng như phụng sự và lan tỏa những giá trị tích cực cho xã hội. Đó là những giá trị để nâng tầm thương hiệu. Một đội ngũ chuyên môn đã đồng hành gắn kết xây dựng công ty trên một nền tảng vững chắc, chuyên nghiệp và uy tín. Công ty đã có một chặng đường tạo nên những thành quả tốt đẹp, làm tăng trưởng những giá trị vật chất và lợi nhuận cho khách hàng cũng như nhân viên. Đó chính là công ty Golden World. Chúng tôi không ngừng tiến về phía trước, mở rộng và phát triển thành công trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi là một công ty đa ngành, trụ sở chính tọa lạc tại thành phố Detroit, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Công ty chúng tôi kinh doanh trong các lĩnh vực về tài chính, bất động sản, thẩm mỹ, truyền thông giải trí, các dịch vụ di trú, du học và du lịch. Đến với một miền đất mới để ươm mầm sức sống, đặt nền móng vững chắc, xây dựng tương lai, kiên định với mục tiêu vươn tới thành công. Golden World xin trân trọng giới thiệu lĩnh vực đầu tư bất động sản vào Hoa Kỳ qua chương trình EB-5 để cả gia đình có được thẻ thường trú nhân, tức là Green Card. Vậy chương trình EB-5 là gì? Vào năm 1990, Quốc hội thiết lập loại visa nhập cư thứ 5 ưu đãi trên cơ sở việc làm, tức là EB-5. Loại visa này hướng tới các đối tác là người nước ngoài, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định đang tìm kiếm cơ hội định cư hợp pháp thông qua việc đầu tư kinh doanh, mà việc kinh doanh này sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Hoa Kỳ, đồng thời tạo ra được hoặc bảo vệ được ít nhất công ăn việc làm toàn thời gian cho 10 người. Tuy nhiên, ngày 15 tháng 3 năm 2022, sau khi lưỡng viện Quốc hội thông qua luật chi tiêu bao gồm gói Omnibus, Tổng thống Biden đã ký ban hành luật cải tổ dài hạn chương trình EB-5 và tái ủy quyền chương trình trung tâm vùng đến ngày 30 tháng 9 năm 2027. Các nhà đầu tư vẫn có thể nộp hồ sơ EB-5 trực tiếp kinh doanh hoặc qua trung tâm vùng với vốn đầu tư mới là 800.000 Mỹ Kim cho vùng việc làm trọng điểm, tức là vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc vùng nông thôn, và 1.050.000 Mỹ Kim cho vùng đã phát triển như các thành phố trung tâm thuộc các tiểu bang của Hoa Kỳ. Chúng tôi xin giới thiệu một trong những đối tác của Golden World là Houston EB-5 Regional Center. Houston EB-5 là một công ty có nhiều dự án khác nhau. Một trong những dự án nằm trong vùng kinh tế đang phát triển sầm uất của thành phố Houston đó là dự án The Allen. Quý vị có thể đầu tư trực tiếp vào dự án để có lợi tức cao, an toàn, không có rủi ro, rút ngắn được thời gian xét duyệt hồ sơ, và điều quan trọng là nhà đầu tư sẽ là cổ đông chính thức của dự án. Dự án The Allen yêu cầu mỗi cổ đông phải đầu tư ít nhất là 1.050.000 Mỹ Kim vì nó tọa lạc tại trung tâm thành phố Houston, là một trong 10 thành phố có nền kinh tế dẫn đầu trong nền kinh tế của Hoa Kỳ. Hiện tại, dự án đã và đang được thi công xây dựng khu khách sạn cao cấp 5 sao, những tòa nhà chung cư cao cấp, nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ giải trí. Khi đề cập về khu dự án vùng nông thôn, tức là khu có tỷ lệ thất nghiệp cao, chúng tôi xin giới thiệu đến dự án EB-5 ở thị trấn Fredericksburg, nằm không xa về phía bắc thành phố lớn San Antonio thuộc tiểu bang Texas. Apple is constructing a massive campus here. Samsung is considering building a new facility. And just last month, Elon Musk announcing he's moving Tesla's headquarters here from California. Đây là một thành phố nhỏ, cũng có thể gọi là một thị trấn du lịch nổi tiếng của tiểu bang Texas. Do đó, dự án Frederick EB-5 là một trong những dự án rất tiềm năng được chính phủ ủng hộ và đẩy mạnh. Thành phố này chưa có khách sạn 4 sao, cũng như chưa có khu nghỉ dưỡng thư giãn và spa cao cấp. Cho đến hiện nay, sự phát triển đột phá về ngành du lịch ở đây đang đem đến lợi nhuận lớn cho những nhà kinh doanh cho thuê nhà dưới mạng lưới của tập đoàn Airbnb. Năm ngoái, tổng thu nhập của tập đoàn này là hơn 40 triệu Mỹ Kim. Chúng tôi khẳng định dự án EB-5 Fredericksburg, khách sạn 4 sao này sẽ thành công vượt bậc trong thị trường du lịch.
và đây là một cái thành phố cổ. Ngày xưa là họ có những cái di tích lịch sử về Đức ở đây rất là lớn, rất là đẹp và nó thu hút rất là nhiều khách du lịch hàng năm. Và đặc biệt là chúng tôi đang đứng trong cái khuôn viên của cái gọi là Oktoberfest, là rất là một cái buổi cái lễ rất là nổi tiếng ở đây. Cứ vào tháng 10 là họ sẽ có. Và quý vị nhìn xung quanh thì sẽ thấy được cái sự chuẩn bị khá là chu đáo, rất là rộng lớn. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ được ở lại đây để thưởng thức cũng như là tham gia cái buổi Oktoberfest này cùng với tất cả những người dân ở nơi đây. Nhưng mà quý vị hãy wait and see nha. Điều rất ngạc nhiên là ít ai biết đến, giá nhà bình quân ở nơi đây cao hơn ở thành phố Austin và cũng là cao nhất ở tiểu bang Texas, bởi vì thị trường nhà nghỉ dưỡng ở đây đang có nhu cầu cho thuê cao. Mỗi ngày, hơn cả ngàn người làm việc phải lái xe từ thành phố San Antonio hoặc Austin đến đây làm việc, bởi vì họ không tìm được nơi ở gần chỗ làm. Người đi thuê nhà phải nằm trong danh sách đợi chờ để thuê của một số chung cư ở thành phố Fredericksburg. Điều này thể hiện sự cần thiết cho hai loại sử dụng nhà dân cư. Loại thứ nhất là tòa nhà chung cư cao cấp để đáp ứng nhu cầu lớn về nhà nghỉ dưỡng sang trọng. Và loại thứ hai là những dãy nhà chung cư để đáp ứng tương xứng với việc giải quyết nhu cầu mướn nhà của những người lao động ở tại địa phương. Cuối cùng, xin chào mừng quý vị đến với dự án. Chúng tôi có những khu thương mại bán lẻ gần đường Main, trung tâm thương mại chính của thành phố. Hiện tại, việc cho thuê cơ sở thương mại ở Fredericksburg đang có thể so sánh ngang bằng với thành phố lớn như Dallas và Houston. Fredericksburg là một địa danh rất đặc biệt ở tiểu bang Texas. Nó là một thành phố có chiều dài lịch sử hơn 175 năm và rất giàu tính văn hóa lịch sử, và cũng là nơi mà không thể ở đâu có thể sao chép một cách đơn giản được. Lĩnh vực mua sắm là độc nhất vô nhị. Chỉ trên con đường Main chính đã có hơn 150 tiệm quần áo nhỏ, thời trang độc đáo, thời trang cổ xưa quý phái, đồ trang sức và các tiệm quà lưu niệm. Hơn thế nữa, có rất nhiều xưởng sản xuất rượu và viện bảo tàng và được đánh giá xếp hạng bậc cao nhất. Nếu bạn có thể lựa chọn cho việc nghỉ phép mang tính thể thao có lợi cho sức khỏe, nơi đây có những sân golf tốt nhất ở tiểu bang Texas và có những nơi leo núi tuyệt vời. Nơi đây mỗi mùa luôn có những thứ và những sự kiện tuyệt vời ở thành phố này, như mùa hoa len mũ xanh và hoa oải hương lavender tím nở rộ, mùa thu hoạch trái đào hoặc một trong những hội chợ. Những sự kiện thể thao tuyệt vời là cơ hội đặc biệt mà bạn sẽ trải nghiệm khi đến thăm thành phố này. Fredericksburg đang được phát hiện là nơi du lịch cao cấp, bao gồm những sự kiện tổ chức đám cưới, tiệc chia tay độc thân của cô dâu và chú rể, gia đình họp mặt đi chơi, hoặc là những sự kiện do các công ty và tập đoàn tổ chức. Càng xem xét kỹ dự án này, chúng ta sẽ càng thấy thú vị. On the one hand, we have a market in Fredericksburg that offers above average rents across the board. And on the other hand, we have a much lower than average cost. Những dự án ở đây thấp hơn so với những dự án chúng tôi đã và đang làm ở những thành phố lớn. Đầu tiên là giá đất thấp hơn 10 lần. Chi phí bình quân cho xây dựng cũng thấp hơn. Tất cả đều là những tòa nhà chung cư dạng thấp. Vì vậy, sử dụng ít xi măng và sắt thép. Và cuối cùng, chúng ta có những chi phí vay mượn tài chánh cũng rất thấp hơn trung bình. Hello, xin chào cô và tất cả các bạn. Đây xin kính chào quý các bạn nha. Và bây giờ cô đang đứng hiện tại bây giờ ở một cái xanh. Đây là một cái dự án chuẩn bị được xây cất và cô đang đứng đây với cả ông chủ của dự án, đó là Roberto cùng với Lâm Hồng My và luật sư Đỗ Lộ Hoàng và Emmy. Chúng tôi rất biết ơn đến mô hình công ty sở hữu và quản lý các chuỗi cung ứng và phân phối. Golden World tin tưởng rằng đây là dự án EB-5 rất đặc biệt, không chỉ vì số lượng visa ưu tiên được xét duyệt, chuyển tiếp nhanh gấp đôi so với những dự án khu đô thị đã phát triển, mà là vì nó rất gần với hai thành phố sầm uất là San Antonio và Austin.
Điều này nghĩa là chúng ta hưởng lợi từ sự phát triển của những vùng đó mà vẫn sử dụng các đối tác nhà thầu nhỏ và trung bình so với những vùng quê khác nằm rất xa với những trung tâm thành phố, nên sẽ tốn thời gian và kinh phí để xây dựng dự án. Dự án The Muse Fredericksburg mang đến lợi ích tốt nhất cho cả hai phía, nhà đầu tư và chủ dự án. Vì thế chúng tôi vô cùng phấn khởi để chào đón các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Golden World luôn ưu tiên khách hàng là hàng đầu. Our investors have always been our priority. We take big pride in being the number one regional center in the state of Texas and one of the most recognized nations. Hơn thế nữa, Houston EB5 là đối tác của chúng tôi, là một doanh nghiệp đã và đang có rất nhiều nhà đầu tư từ 20 nước trên toàn thế giới. Vì mô hình kinh doanh của chúng tôi là mô hình an toàn nhất trên thị trường. Houston EB5 là một tập đoàn của các công ty có mô hình sở hữu và kiểm soát các chuỗi cung ứng và phân phối để điều khiển được các khoản tiết kiệm của dự án, cũng như chia sẻ những lợi tức từ các dự án thành công. Golden World, chúng tôi luôn phát triển kết nối để xây những dự án lớn, tạo ra hàng ngàn việc làm và phát triển kinh tế cho quốc gia. Bên cạnh đó, chúng tôi đặc biệt tập trung vào việc phục vụ khách hàng theo những hướng đi riêng biệt, như cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin hồ sơ cá nhân để tự theo dõi và cập nhật tiến trình phát triển của dự án theo tiến độ của từng giai đoạn. Các bạn báo cáo thường xuyên về sự tiến triển của dự án, cũng như những dữ liệu về số công việc để được tạo ra và tình trạng tài chính. Golden World và Houston EB5 có một đội ngũ nhân viên tận tâm và dày dặn kinh nghiệm trong việc hướng dẫn khách hàng để thực hiện giấc mơ Mỹ. Good morning from San Antonio. It's a beautiful day today. Lâm Hồng My đang ngồi tại khách sạn Thompson tại thành phố San Antonio của Texas, là một trong những cái dự án EB5 đã hoàn thành, thành công và đã được đưa vào phục vụ cho quý khách hàng. Bây giờ quý vị hãy theo Thần My để tìm hiểu thêm về cái khách sạn này nha. Một trong những dự án EB5 thành công nhất của Houston EB5 Regional Center là dự án khách sạn Thompson nằm bên cạnh bờ sông nổi tiếng Riverwalk của thành phố San Antonio. Đã có nhiều gia đình ở Việt Nam đầu tư thành công vào dự án này và đã định cư tại Hoa Kỳ. Houston EB5 Regional Center là đối tác rất tin cậy của Golden World. Chúng tôi làm việc liên kết chặt chẽ, hoạt động không ngừng nghỉ nhằm tạo được thành quả tốt đẹp nhất cho các nhà đầu tư cũng như đối tác mà họ mong muốn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi những chia sẻ của chúng tôi. Mong rằng sẽ được hợp tác với quý vị.